Chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Camera Quay Lén 360.vn anh chị nhé. Hotline tư vấn Zalo 0969920838. Thì những anh chị nào mà đang có nhu cầu mua hàng về những cái dòng sản phẩm như là camera giám sát ngoài trời này, camera trong nhà thì liên hệ trực tiếp với em anh chị nhé. Thì trong video clip này thì em muốn giới thiệu với anh chị về một cái dòng sản phẩm rất là hot hiện nay trên thị trường. Đó chính là cái mẫu sản phẩm camera Yosi 2 đầu anh chị nhé. Về cái dòng camera Yosi 2 đầu này thì nó có một cái ưu điểm cực kỳ là lớn luôn, là nó có hai mắt anh chị nhé, một mắt trên và một mắt dưới này. Đấy, mắt trên là mắt cố định này, mắt dưới là xoay 360 độ anh chị nhá. Anh chị có thể là xoay sang trái này hay là xoay sang phải này, lên trên xuống dưới là đều được hết. Mắt dưới là xoay 360 độ, mắt trên là cố định anh chị nhá. Đây là mắt trên này. Đấy, mắt trên thì anh chị hoàn toàn, đây em bỏ cái râu xuống nhá. Đấy, râu đấy chỉ chỉnh lên trên hay xuống dưới đều được hết này. Cái mắt trên anh chị có thể là xoay này, xoay sang trái này. Đấy, và cái mắt này xoay sang phải cũng này đều được, hoặc là ngược lại anh chị nhá. Hãng này hãng Yosi này, độ phân giải là 5.0 megapixel này anh chị nhá. Đấy, anh chị có thể là xoay ra giữa này hoặc là xoay cái mắt cố định ở trên sang trái là đều được hết này. Đấy, sang trái sang phải đều được hết anh chị nhá. Cái mắt dưới là nó sẽ xoay 360 độ này. Đấy, mình mua một camera là sẽ được lời hai luôn anh chị nhá. Giá rất là rẻ thôi. Và khi anh chị mua hàng này em cũng sẽ tặng kèm cho anh chị là một cái thẻ nhớ chính hãng là 128GB ở đây anh chị nhá. Tặng kèm thẻ nhớ chính hãng 128GB này. Riêng cái dòng sản phẩm này thì có rất là nhiều ưu điểm như là hú báo động khi gặp trộm này. Đấy, quay ban đêm có màu này, xoay 360 độ này, độ phân giải sắc nét này 5.0 megapixel này của Yosi này anh chị nhá. Đấy, cái loại sản phẩm này rất là hot. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị là cách cài đặt, cách sử dụng về cái dòng sản phẩm camera Yosi 2 đầu này như thế nào khi lắp vào nhà anh chị nhá. Đây mọi người nhá, bây giờ là em sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt chi tiết từ A đến Z về cái dòng sản phẩm camera 2 đầu giám sát ngoài trời như thế này, chống mưa chống nắng anh chị nhá. Đấy, đầu tiên là khi em đã cắm cái nguồn điện ở đây này, đấy lên cái cam này thì bây giờ nó sẽ xoay nhá anh chị nhá. Đấy, nó sẽ khởi động cái mắt này để nó xoay này. Đấy, và đây chính là cái mã quét code QR để đăng nhập vào sản phẩm anh chị nhá, Yosi 5.0 này. Đấy, và bây giờ là anh chị sẽ lấy cái điện thoại của anh chị ra. Đấy, anh chị lấy điện thoại của anh chị ra và anh chị sẽ tải giúp em một cái ứng dụng có tên là ứng dụng Yosi này. Đấy, anh chị vào ứng dụng Yosi nhá anh chị nhá. Đây, em sẽ vào nguyên từ đầu như anh chị mới mua hàng về đây. Đấy, khi vào ứng dụng thì nó sẽ hiển thị cho anh chị một cái giao diện như thế này. Và anh chị sẽ vào dấu cộng cho em ở cái góc bên tay phải này, dấu cộng ở đây này. Đấy, để quét mã nhá. Quét mã đây thì anh chị sẽ phải quét lấy cái mã ở trên cái góc ở đây này. Đấy, quét lấy cái mã này. Đấy, khi quét xong thì nó sẽ đưa anh chị đến cái màn hình này. Và anh chị sẽ ấn cho em ở chữ là đã hoàn thành thao tác trên. Ấn dấu tích ở đây. Đấy, và ấn tiếp theo. Đấy, ở đây là nó sẽ đưa anh chị đến cái bước mà nhập mật khẩu wifi của nhà anh chị nhá anh chị nhá. Đấy, và anh chị sẽ ấn vào biểu tượng con mắt này để nó hiện mật khẩu lên, tên wifi mật khẩu lên xem đã đúng chưa. Ok, đúng xong thì anh chị ấn chữ tiếp theo này. Đấy, ấn chữ tiếp theo ở đây thì là tất cả là tiếng Việt. Anh chị cứ ấn cho em vào cái dòng xanh xanh này, đi đến kết nối wifi bằng GVK. Đã hiểu. Đấy, thì nó sẽ tự động nhảy anh chị về cái mạng wifi của nhà anh chị đây. Thì anh chị sẽ chọn cái mạng wifi của cái camera này phát ra này. Đấy, anh chị tích vào đây cho em. Đợi đây khi nó có dấu tích nhá. Có dấu tích trên này đây, cái biểu tượng Yosi nó nhắc này. Đấy, kích nhanh vào đây. Kích nhanh vào đây để trở về app. Đấy. Đấy, nó sẽ tự động kết nối. Đấy, đơn giản là chỉ có như vậy thôi. Bây giờ là anh chị đợi kết nối là vào. Đấy, nó vừa nói đang kết nối nhá, tiếng Việt này. Đấy, thì bây giờ thì mình cứ đợi thôi, đợi để nó kết nối thôi anh chị nhá. Đấy, cái mẫu này là mẫu camera đầu trâu. Đấy, tất cả tiếng Việt hết này, nó nói tiếng Việt nhá. Đấy, bây giờ nó sẽ kết nối xong, nó sẽ đưa anh chị đến cái giao diện như này này. Thì anh chị có thể đặt tên anh chị nhá. Thì đây ví dụ nhá, là em đặt tên là nhà để xe đi. Đây là ví dụ nhá. Còn ở đây thì cái tên này thì anh chị sẽ tự đặt để ở cửa nhà, cổng nhà, hành lang các thứ là do mình anh chị nhá. Đấy, xong anh chị ấn chữ xác nhận cho em ở đây này. Đấy, xác nhận đây. Khi xác nhận đây thì anh chị ấn dấu X ở trên này nhá. Đấy, nó sẽ đây là cái quảng cáo thì mình tắt dấu X đi. Đấy, tắt dấu X đi. Đấy, và khi trở lên vào đây thì mình sẽ tắt những cái quảng cáo này đi. Đấy, và nó sẽ hiện cho anh chị một cái ô có chữ nhà để xe này. Thì anh chị kích thẳng vào đây. Đấy, kích thẳng vào đây để anh chị có thể là xem luôn anh chị nhá. Đấy, kích thẳng ở đây anh chị có thể xem luôn. Đây là camera 2 đầu. Cái mắt này này, cái mắt đây này chính là cái mắt chính ở trên này. Đấy, cái mắt trên này là mắt cố định mắt chính, còn cái mắt dưới này là nó đang xoay xuống dưới đây này. Đấy, cái mắt dưới này thì anh chị chấm vào cái màn hình dưới này. Đấy, chấm vào màn hình dưới này, anh chị chọn cho em vào chữ gimbal đây nhá. Chấm vào màn hình dưới này, chọn chữ gimbal này. Đấy, để chỉnh mắt này. Đấy, để chỉnh cho mắt nó lên này. Đấy, anh chị thấy chưa? Đấy, chỉnh cho mắt nó lên này, anh chị nhìn tay em nhá. Lên trên là nó xoay lên trên này, xuống dưới là nó xoay xuống dưới này. Đấy, xuống dưới là xoay xuống dưới, sang trái này. Đấy, sang trái này, sang phải này. Đấy, là mình điều chỉnh hết, có nghĩa là cái mắt này này, mắt trên là mắt cố định, mắt dưới là xoay 360 độ anh chị nhá.
Đấy, nó sẽ chia cho anh chị thành hai màn hình như thế này. Và anh chị có thể là xem từng màn hình được anh chị nhá. Xem từng màn hình được ở đây. Đấy, hoàn toàn sử dụng ở đây rất là ok này. Đấy, xoay trái xoay phải này anh chị nhìn tay em nhá. Đấy, mình xoay trái xoay phải mắt cam này. Đây anh chị nhìn này. Đây anh chị ấn này, xoay trái xoay phải được hết này. Đấy. Đấy anh chị nhìn thấy chưa? Đấy, xoay trái xoay phải thì nó sẽ quay ra quang cảnh đây này. Có cái quạt đây đang quay đây anh chị nhá. Đấy, có nghĩa là một cam mình sẽ mua được hai mắt luôn anh chị nhá. Giá rất là rẻ. Bọn em đang chạy chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng. Giá rất là rẻ đây anh chị, xoay trái xoay phải này là sử dụng thoải mái này. Đấy, xoay trái xoay phải đây để nó quay mãi vào trong rồi này. Đấy anh chị nhá, đây là mình chỉnh cho nó ra ngoài này. Đấy là mình chỉnh cho nó ra ngoài này. Đấy là nó sẽ xoay ra ngoài này. Đấy, hoàn toàn là mình xoay trái xoay phải được hết anh chị nhá. Ngoài ra thì anh chị có thể là xem một màn hình ở đây, xem một màn hình cây dưới. Đấy, mình có thể là xem một màn hình cây dưới cũng được. Ngày giờ là chuẩn đét 100% luôn. Đấy, ngày 27 tháng 5 này, 22 giờ 16 phút này. Đấy. Mình có thể là xem từng mắt luôn anh chị nhá. Đấy, mình có thể là xem từng mắt luôn này, mình có thể đàm thoại này. Alo alo. Alo alo. Alo. Alo alo. Alo alo. Đấy, đàm thoại hai chiều đầy đủ hết cho anh chị luôn nhá. Ánh sáng này anh chị có bật ánh sáng lên, bật phát là hai đèn cùng sáng luôn này. Đấy, ấn chữ ánh sáng đây này. Đấy, là đèn sáng luôn anh chị nhá, đèn sáng cả hai này luôn này. Đấy, ngoài ra thì mình có thể là khám phá các chức năng là đuổi nhanh này. Ví dụ là gặp trộm các thứ là có người đột nhập là nó sẽ kêu nó báo này. Đây là đuổi nhanh này, gặp trộm gặp biếc thì là mình sẽ báo hiệu để là trộm biết là họ đã bị theo dõi anh chị nhá. Đấy, ngoài ra thì có rất là nhiều chức năng khác nữa. Thì mình có thể ấn vào cái mũi tên hai cái đảo màn hình nhau này, là dưới lên trên, trên xuống dưới này. Đấy là mình đảo hai cái màn hình này hoàn toàn thoải mái anh chị nhá. Đấy, mình có thể là sử dụng ở đây này. Cái dưới này, ngày giờ trên dưới này đều như nhau. Camera hai mắt mua một được hai luôn anh chị nhá. Về cái dòng sản phẩm này thì rất là ok. Đấy, ngoài ra anh chị có thể là em bách ra này. Em bách ra ở đây này, em có thể là vào hình bánh răng 3 chấm ở đây này. Cái dấu 3 chấm ở đây. Ngoài ra anh chị có thể là cắm thẻ nhớ và anh chị ấn vào chữ xem lại để xem lại nhá. Đấy, ngoài ra mình có thể vào hình dấu 3 chấm đây, mình chọn cài đặt này. Cài đặt ở đây thì có rất là nhiều mục này. Ví dụ như là cài đặt trông nom thông minh này. Đấy, trông nom ở đây thông minh đây chính là cái theo dõi chuyển động anh chị nhá. Có cái chức năng là theo dõi chuyển động này. Đấy, anh chị bật lên. Đây thì có nghĩa là người đi đâu là cam xoay đến đấy anh chị nhá. Đấy, sử dụng ở đây thì nó rất là tiện ở đây này. Đấy, những cái cam này này. Đấy anh chị nhá. Người đâu là cam xoay đấy luôn. Đấy, mình có thể là vào cài đặt lại này. Đấy, là các thứ này, trông nom thông minh này, anh chị mở lên cho em này. Độ nhạy này, thay đổi màn hình, độ nhạy các thứ là đầy đủ hết này. Đấy, báo động đèn trắng này. Anh chị bật hết lên cho em nhá. Đấy, chị nhìn này. Đấy, nó sẽ đi đến đâu là xoay đến đấy nhá anh chị nhá. Đây, anh chị nhìn thấy không? Đấy, nó đang xoay sang bên này này. Đấy, anh chị thấy chưa? Đấy là bật chức năng là xoay theo chuyển động nhá anh chị nhìn này. Đấy. Đi đến đâu nó sẽ xoay theo đến đấy luôn anh chị nhá. Đây cái mắt cam này. Đấy chị nhìn này. Đấy, đến đâu là sẽ xoay theo đến đấy luôn anh chị nhá. Đấy là hoàn toàn ở đây là xoay rất là ok về cái dòng sản phẩm này. Đấy, anh chị có thể là chọn theo cái độ nhạy, độ bám theo chuyển động nó tốt là mình hoàn toàn có thể là được. Đấy, đây nó sẽ xoay theo đến đâu là xoay theo đến đấy luôn này anh chị nhá. Tiếp tới đây thì mình có thể là cài đặt nhiều các chức năng khác nữa, như là cài đặt đàm thoại rồi tất cả các thứ ở đây là đều được hết này. Anh chị có thể là thiết lập ghi hình này. Đấy, cắm thẻ nhớ và thiết lập những hình ảnh âm thanh này. Đấy, ở đây thì em sẽ chọn là thiết bị là âm lượng cho nó to lên, chất lượng hình ảnh cho nó siêu cao lên. Đấy, cho nó led, cho nó rộng anh chị nhá. Ngoài ra mình có thể thiết lập mạng rồi cài đặt khác, cài đặt lưu và đám mây các thứ là hoàn toàn là thoải mái. Nói chung là anh chị mua một được hai anh chị nhá. Mua một lời hai luôn, được hai camera luôn anh chị nhá. Đấy, mình có thể là xoay này. Ấn vào chữ gimbal này. Đấy, để mình xoay này. Đấy. Đấy, xoay đây là hoàn toàn là thoải mái này. Đấy, mua một được hai này. Đấy, đi đâu là xoay đấy hai cam luôn anh chị nhá. Sử dụng cái này thì rất là ok. Đấy, vừa xong là em cũng sẽ giới thiệu qua cho anh chị về cách sử dụng của cái dòng sản phẩm camera Yosi hai đầu như thế này. Giá rất là rẻ, rất là mới của bên em anh chị nhá. Đấy, thì những anh chị nào mà có nhu cầu mua hàng về cái dòng sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp với em qua cái số điện thoại trên góc màn hình đây anh chị nhá. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong clip tiếp theo.